bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu các bạn cái cửa kít, động cửa kít cho Silva tại BMW Shop. Các bạn xem. Mày quay đây em ơi. Đây nha, mình mở thực nha. Đó, một lần này, hai lần này, ba lần này. Cực kỳ là êm ái luôn này. Cửa này nha. Xe này mình dùng cảm